Trong phần này thì các bạn cần phải lưu ý cho mình, đó là các bạn cần phải chọn một cái tài khoản Gmail để đăng ký tài khoản Google AdMob đó, thì phải xác minh hai lớp bằng số điện thoại. Thứ hai đó là chưa cái tài khoản Gmail đấy á, là chưa đăng ký một cái dịch vụ Google nào cả. Ví dụ như là các bạn đăng ký cái dịch vụ Google Ads là không nên đăng ký sử dụng cái Gmail đấy nha. Thứ ba đó là chưa đăng ký cái tài khoản Google AdSense web hoặc là Google AdSense YouTube lần nào. Thứ tư thì các bạn cần phải xem lại cái lịch sử có vi phạm chính sách gì đó ở trong cái dịch vụ Google không. Ok, bây giờ đến cái phần là cái quy trình đăng ký cái tài khoản Google AdMob. Các bạn vào AdMob ha, .google.com. Đấy, trong các bạn sau khi các bạn vào admod.google.com thì các bạn click vào cái nút đó là đăng ký nha, sign up. Sau khi các bạn chọn sign up thì bây giờ các bạn chọn cho mình là cái nước ha, nước Việt Nam. Cái múi giờ là mình sẽ chọn một cái múi giờ là chọn Bangkok cũng được ha. Rồi sau đó các bạn kéo xuống thì các bạn chọn cho mình là cái phần tôi đã đọc và chấp nhận các điều khoản ha. Trong cái phần này thì các bạn chọn có hết để Google AdMob nó gửi về những thông báo khuyến mại. Rồi sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn vào trong cái phần dashboard của Google AdMob thì các bạn click vào trong phần thanh toán ha. Trong cái phần thanh toán này thì các bạn click vào trong phần thiết lập thanh toán. Trước hết đó là cái form cung cấp chi tiết về thanh toán của bạn, cái này là để mà cung cấp cái địa chỉ và cái tên cái địa chỉ của mình để Google để Google nó gửi cái phong bì thư có cái mã PIN về để mà bên Google nó xác minh cái địa chỉ của bạn là thật hay không. Sau khi các bạn click vào là thiết lập thanh toán đấy, là nó hiện lên một cái form như trong slide như thế này. Trong phần này thì các bạn lưu ý cho mình địa chỉ thì tất cả cái form địa chỉ này thì các bạn không điền cái địa chỉ đã nhận pin của Google rồi nha. Thì các bạn lưu ý, bạn nào mà đã nhận mã pin của Google về Google AdSense, YouTube, Google AdSense web thì các bạn không nên sử dụng cái địa chỉ đó nữa. Địa chỉ nó nếu mà các bạn sử dụng địa chỉ đó lần thứ hai thì sẽ bị multi-act. Về cái tên và địa chỉ, tên thì các bạn điền họ tên của mình giống như ở trong giấy căn cước công dân có dấu rõ ràng. Và thứ hai đó là cái dòng địa chỉ một, thì trong phần dòng địa chỉ một này thì các bạn điền về cái tên đường hoặc thôn. Rồi sau đó các bạn mở ngoặc DT là số điện thoại á, điện thoại á, 0905 là số cái điện thoại của các bạn á, rồi sau đó là đóng ngoặc lại. Thì đây là một cái tip thôi. Thì khi mà Google nó gửi về bưu điện á, nếu mà chủ bưu điện đi đưa thư á, nếu mà các bạn không có nhà thì có thể là nhìn vào cái phong bì thư này, nó sẽ thấy cái số điện thoại này thì sẽ gọi cho các bạn ha. Thì trong cái phần thiết lập địa chỉ này thì nó sẽ in ở trên cái phong bì thư để mà đưa về cho nhà của bạn ha. Rồi cái trong địa chỉ thứ hai thì các bạn ghi là phường, xã hoặc là quận, huyện ha. Trong cái phần thành phố thì các bạn cung cấp cái tên thành phố của bạn thôi. Và đến cái phần là mã bưu điện. Trong phần mã bưu điện này thì các bạn cần phải tìm ra cái mã bưu điện chính xác của thành phố của bạn đang ở nha. Rồi sau khi các bạn điền thông tin xong hết rồi thì mình sẽ tiến hành là gửi và để submit lên cho Google, thì trong vòng cỡ khoảng 24 giờ thì sẽ approve thôi. Thì các bạn nhìn ở trên slide của mình đây, thì trong phần này thì nó sẽ sau 24 giờ thì các bạn check mail ha, thì Google AdMob xem approve chưa. Thì cái phần này đây là hình ảnh mà các bạn thấy là tài khoản AdMob đã approve rồi, đã chấp nhận rồi ha, tài khoản của bạn đã được chấp thuận này. Thì trong phần này là cho phép bạn là phân phát quảng cáo được rồi. Còn nếu mà một cái tài khoản mà các bạn đăng ký mà dính đến những cái vấn đề về liên quan đến multi ad ha, thì
các bạn sẽ nhận được một cái thông báo trên trang chủ là tài khoản đang được xác minh 2 hoặc 3 ngày, 4 ngày hoặc là 7 ngày sau nó vẫn ở cái trạng thái như thế này. Thì các bạn cần phải check mail và kiểm tra xem nó sẽ thông báo cái gì. Rồi, ok. Thì như vậy là trong cái bài học là xong ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài học tiếp theo.